Ngôi thứ ba số ít là DC, DC số nhiều là DC sung. Ngôi thứ hai số ít là DC dầm xí, DC xí số nhiều là DC và tha, DC tha. Ngôi thứ nhất số ít là DC và mi, DC DC mi số nhiều là DC và má, DC má. Về cái nghĩa dịch thì chúng ta khi mà chúng ta dùng cái nghĩa gọi là thuyết nói, có đôi khi vị tỳ kheo trưởng lão thuyết hay là Đức Thế Tôn thuyết, một vị tôn giả nào thuyết, thì chúng ta không thể nói là nó thuyết hay là chúng nó đã thuyết, mà chúng ta phải nói là vị ấy thuyết giảng, vị ấy có thể thuyết giảng, hay là các vị ấy có thể thuyết giảng. Chúng ta xài sao mà nghe cho lịch sự. Bởi vì thứ ba đó thưa quý vị, nó tùy. Rồi ngôi thứ hai cũng vậy. Chúng ta tùy theo cái ngữ cảnh để chúng ta dịch. Và bây giờ chúng ta chia cái động từ cơ bản tận cùng bằng ô như là cá ru, từ cái căn ca là làm. Người thứ ba số ít là cá rê giá, cá rê, cá di ra. Chữ cái hình thức cá di ra đó, để chút xíu nữa chú thích chúng ta sẽ nói. Số nhiều cá rê dung, cá di rung. Ngôi hai số ít là karayasi, kajirasi. Số nhiều là karayatha, kajiratha. Ngôi thứ nhất karayami, kajirami. Số nhiều karayama, kajirama. Bên này là có thể làm, nên làm, phải làm. Chúng ta tùy theo ngôi mà chúng ta dịch. Các cái hình thức mà chúng ta thấy ở trong cái bản chia chữ cái di ra hay cái di rung, cái di ra si, cái di ra tha, cái di ra mi, cái di ra ma, chỉ tìm thấy ở căn động từ krak thôi, là cái hình thức đặc biệt, là hình thức đặc biệt. Thí dụ như có một cái căn động từ là tánh nô, cơ bản động từ tánh nô, từ cái căn tánh ná có nghĩa là nới rộng. Hay là quảng bá. Thì ở đây chúng ta không được quyền xài cái chữ cái dưa ra. Thí dụ như tăng nô thì tăng này giá, tăng nê được rồi, tăng nê dung, cái này già xí, cái này già thá, tạ này già mí, tạ này già má. Chúng ta xài không có xài cái chữ di ra ở phía sau. Ở đây trong cái ngôi thứ ba, các vị chú ý, ngôi thứ ba số ít chúng ta có sai một chữ. Ngôi thứ ba số ít, các vị thấy chưa? Cá rê giá, cá rê, cá di ra, cá di ra.
Kajira, chứ không phải Kariya. Kariya sai, Kariya là sai. Sư đã nói rồi. Sao vậy? Cô Nhật Bình in cũng sai nữa. Cả rầy chứ cả rầy cả chỉ ra cái ngôi thứ ba chúng ta cô đánh chữ lại cho nó dữ ác ba lần mới đánh đúng được. Rồi bây giờ chúng ta có một cái động từ khả năng cách, và động từ này nó lại là căn bất quy tắc asat, nghĩa là hoặc có. Nó không có hình thức cơ bản nhất định, nhưng chỉ biết là động từ hiện tại tiến hành cách là ác thí, là có thôi. Nát thí là không có, mà ác thí là có. Thì ngôi thứ ba, số ít là Siya Asat, số nhiều là Siyung. Siyu Asat. Ngôi thứ hai, số ít là Siya, số nhiều là As, số ít là Siya Asat, số nhiều là Asatha. Asatha. Ngôi thứ nhất, số ít là Siyam Asam, số nhiều là Asa Asamma. Sở dĩ mà ở trong cái giáo trình mà mấy ngày cho mình học cái từ này đó, bởi vì cái động từ hiện tại này, động từ asat, siya, động từ này nó tương đương với cái động từ tu vi, cho nên nó rất quan trọng. Có đôi khi nó đi với một cái phân từ, quá khứ phân từ, nó trở thành một động từ khác. Cho nên cái chữ này chúng ta phải học. Cái động từ bất quy tắc thì nó có nhiều. Nó có nhiều loại, có nhiều thứ động từ bất quy tắc. Nhưng mà những động từ bất quy tắc mà thường xài ở trong kinh điển, thì ở trong đó có cái động từ ách thí. Nó chia khả năng cách, nó xài theo năng cách là si a sá, si dùng a sú, si dân sú ít xài lắm. Cho nên không cần phải nói. Bây giờ, sau khi chia động từ khả năng cách xong, để chuẩn bị làm bài tập thì chúng ta có một số từ vựng thêm. Ở đây có một cái động từ gọi là sắc cô tiếp. Căn là sắc,
nghĩa là có thể. Có thể để làm cái gì đó. Thí dụ chúng ta gặp người, chúng ta nói cắt khô, sắc khô xít. Bà Lý Phà Sáng Sa Lê Bi Tùng, bạn có thể nói tiếng Bali không? Thì xài chữ sắc khô, sắc khô tí. Chia ngôi thứ hai sắc khô xít, vân vân. Bây giờ chúng ta có cái giới từ, ba giới từ là sắc chê, chê và danh lý. Ba chữ này, ba cái giới từ này có nghĩa là nếu. Nhưng mà chữ chê đó là cái hình thức giản lược của chữ sắc chê. Sắc chê với danh lý thì chúng ta xài đầu câu được. Nhưng mà khi chúng ta giảng lược thành chữ chê là chúng ta phải không có để đầu câu, mà chúng ta phải đem độn ở phía cái chữ thứ, nó đứng ở vị trí thứ hai trong câu. Thí dụ như người chúng ta muốn nói Sache Punyang Kajira Punak Punang cái giờ ra, nếu người làm phước phải tiếp tục làm thêm. Chỉ nếu đó đó, chúng ta xài sát chê thì xài đầu câu được. Nhưng mà ở trong kinh Pháp Cú, khi mà xài cái chữ chê đó thì Đức Phật là thế: Pui nhân chê Puriso cái giờ ra, cái giờ ra thác của nắp của năng cái gì ra thì tăng bù nó bù năng. Nếu người đã làm phước phải tiếp tục làm thêm. Chữ chê đó đem độ ở phía sau, sau là chữ bù nhận. Chứ chúng ta không thể cái câu đầu là sa chê bù nhân cái gì ra, rồi câu sau chúng ta giảng lược chúng ta nói chữ chê bù nhân cái gì ra, rồi sa chữ chê không được xài đầu câu. Có vì những chuyện này. Nhưng mà nhắc vậy chứ chúng ta cũng quên, đọc kinh điển riết chúng ta mới nhớ được. Rồi tiếp đến trạng từ nghi vấn cả thăng, có nghĩa là làm sao, làm thế nào. Dịch tha là trạng từ chỉ thì cách như thế nào. Tập tha là trạng từ thì chỉ thì cách như thế ấy. Hai cái trạng từ gia tha tạc tha là một cặp từ đi với nhau. Như trong câu thí dụ gia tha kari tạc tha qua đi, làm thế nào nói thế ấy, vân vân. Cái chữ y văn là trạng từ chỉ thì cách như vậy như vậy. Y văn mê xuất tăng, như vậy tôi nghe. Chữ ít thăng là trạng từ chỉ ý kiến, như thế này, như vậy. Nát là một phủ định từ để lập thành cái câu phủ định. Không, không phải. Thì hôm nay chúng ta có bài tập áp dụng động từ khả năng cách. Bây giờ phần A là dịch sang tiếng Việt Sutra Kassaya. Câu 2 Tâm hi tha Vapaya tha. Câu 3 Mayang Bác xây và má. Cái câu này cũng may là chúng tôi có
chúng tôi có cái bản viết tay, các vị chú ý dùm là bài tập câu 3 Vas 2 chữ S, câu 3 2 chữ S Passi, chứ không phải là bác xây, không phải là bác xây. Câu 3, cô Nhật Bình đưa câu 3 lên. Dạ, phải rồi, bác xây rồi mà. Để chúng ta kiểm tra lại chứ, chút xíu nữa sửa bài tập. Câu 4, tê tà hình xây dựng. Câu 5, a hăng phật phu xây dầm, a hăng phu xây dầm. Câu 6, toán chinh tây gia sĩ. Câu 7, mây dân tà hình gây chay dầm. 8, a hăng chinh tây gia chí này dầm, chí này dầm. Câu 9, khu tô tê a gà chì dung. Câu 10, Kutrak mai dâm phai quát xây dâm. Câu 11, Jetrak tê a xây dung mai dâm tê tê gà chạy dâm. Thật ra thì thưa quý vị, nếu mà chúng ta không quen đọc cái chữ tà tá thì chúng ta đọc cái chữ tát thá là cũng được đó. Chữ tát thá nó cũng đồng nghĩa giữa tà tà rá. Câu 12, giả hình đi xây đi dung tà tô tâm hề bất cái chay giả thá. Phần B là dịch sang tiếng Pali. Tôi phải sống ở đây, họ có thể rời khỏi đây. Họ chạy đi đâu? Câu hỏi. Họ có thể thắng ở đó. Anh cần phải hiểu. Các anh phải chiến thắng. Chúng ta phải mua ở đâu? Chúng có thể đến đó. Họ thắng bằng cách nào? Anh có thể làm như vậy. Đó là 10 câu bài tập mà chúng ta sẽ dịch ra tiếng Bali. Hôm nay trong cái bài đọc thêm đó thì chúng ta đọc 3 câu và đoạn Bali. Sống với Phật, sống với Pháp, sống với Tăng. Và như vậy hôm nay là chúng ta sẽ kết thúc cái phần lễ bái Tam Bảo, bắt đầu từ Imehi Di Patthupa cho đến Uttamangge đó. Bài đọc thêm của chúng ta là Uttamangge Nakwande Hang Ba Đạp Bằng Sung Quả Rốt Tà Măng Phút Thê Vô Khá Lý Tô Đô Sô Phút Thô Khá Má Túc Tăng Mà Măng. Uttamangge Nakwande Hang Thâm Mành Chắc Đô Vị Thắng Quả Răng Tham mê vô khá lý tô đô sô tham mô khắp mà tô tăng mà măng. Vô tâm ghê đá quan đê hàng sang khanh chất đu vi thốt tà măng. Sang khê vô khá lý tô đô sô sang khô khắp mà tô tăng mà măng. Ở trong cái bài, ba bài này, chúng ta chú ý ở chỗ là
Uttamangena, tức là Uttama và chữ Angena. Trong thân thể chúng ta, đầu mình và tay chân, thì cái đầu là cái bộ phận cao nhất. Cho nên thay vì gọi là Sira, chữ Sira là cái đầu, chúng ta không nói là Sira mà chúng ta nói là Uttamanga cũng được nhé. Uttamanga cũng được là cái đầu. Uttamangena là dập đầu hay là đê đầu. Vandehang, chữ Vandehang đó chữ quanh đi là một cái hình thức khả năng cắt. Ở đây trong bài học của chúng ta đó, thì cái chữ quanh đá, quanh đê đó, thì ngôi thứ ba. Nhưng mà thực ra ở trong sâu thẳm của văn phạm, văn phạm Bali, thì cái động từ thì chúng ta chia nó làm có Attanupada và Parasapada. Người ta gọi là tha động từ và tự động từ nữa, hay là ngoại động từ, nội động từ. Thì cái ngôi thứ nhất á, chúng ta nói là Vandeyami, Vandeyami số ít. Nhưng mà Attanupada thì vẫn xài được cái chữ Vande như thường, và có được ở trên chữ hăng ở phía sau. Tức là cái chữ này do cái luật hợp âm mà chúng ta sẽ sắp học tới, thì hai nguyên âm gặp nhau, quan đê và chữ a hăng, thì bỏ chữ á thành quan đê hăng. Nhưng khi chúng ta dịch thì chúng ta phải kéo lại là quan đê hăng, chúng ta phải là quan đê a hăng. Là con đảnh lễ, con đi đầu đảnh lễ. Ba đã bằng sung, là bụi dưới chân. Vì khi mà chúng ta cung kính Đức Phật, chúng ta tự hạ mình là mình chỉ bằng cái hạt bụi dưới chân của Ngài thôi. Và đã bằng xương của Rốt Tâm Ăn, hạt bụi dưới chân của Ngài còn cao quý hơn con nữa. Cho nên con không dám đảnh lễ nhìn mặt Đức Thế Tôn, mà con chỉ đảnh lễ vi trần dưới chân của Đức Phật thôi. Cái hạt vi trần cao quý đó. Vô Khalito Đô Sô, chữ Đô Sô trong trường hợp này không có thể sân hận, mà chữ Đô Sô trong trường hợp này có nghĩa là một cái sự lầm lỗi, một cái lỗi lầm,
hay là tội lỗi. Putthe Kalito, cái tội lỗi đã phạm đến Đức Phật. Putho Kamatu, ngưỡng mong Đức Phật tha thứ tâm tội lỗi ấy, mất ăn là cho con. Đi đầu đảnh lễ hạt bụi cao quý dưới chân của Đức Phật. Những cái tội lỗi nào vô đô sô, tội lỗi nào vô thê khá lý tô phạm đến Đức Phật, ngưỡng mong Đức Phật tha thứ tội lỗi ấy cho con. Câu thứ hai cũng có nghĩa Uttamange na quan đề hằng, cái nghĩa này được rồi. Nhưng mà cúi đầu đảnh lễ giáo pháp hai loại chữ thâm manh chắc. Khi mà cái chữ thâm manh chữ nít cái tắt m chấm đó, mà nó đứng trước cái chữ chắc ghép lại thì nó đổi thành chữ nhát, để đọc cho nó dễ. Thâm manh chắc đu thăng là hai loại. Là pháp học và pháp hành. Thâm manh chắc đu thăng hòa răng, chữ hòa răng là cao quý. Vì ở đây là bài kệ cho nên mỗi một câu có 8 chữ. Thật ra ở trên Uttamange na wande han pa da pang sung warot tamang Buddhe yo kalito do so Buddho kamato tang mamang. Thì ở dưới đó không có xài chữ waramut tamang nữa, mà phải xài chữ warang thôi. Uttamange na wande han tham manh chất đuôi thăng qua răng tham mê vô khả lý tô đô số tham mô khả mạ tô tăng mâm măng. Vì câu 8 chữ nhưng mà ở đây chúng ta sắp theo văn xu để chúng ta tụng xu, chứ không có tụng thực kệ. Bắt các cái bài kệ lễ bái và sám hối này là do các vị A-sa-lê đời sau trước tác, cho nên các ngài sắp cho nó dễ đọc. Còn cái đoạn thứ ba đó, bài kệ thứ ba, cái nghĩa Uttamange na wande han cũng vậy nha. Nhưng mà ở đây đảnh lễ tăng, con cúi đầu, con đi đầu đảnh lễ hai bậc tăng bảo. Sang khanh chát, tức là sang khanh chát đúng vừa thoát tầm măng, tức là đúng vừa thoát út tầm măng, đúng vừa thoát út tầm măng thì ác ú thành chữ ô, đúng vừa thoát tầm măng. Hai bậc tăng bảo cao quý, hai bậc tăng bảo cao quý là phàm tăng và tánh tăng đó. Tội lỗi nào đã phạm đến tăng bảo, đến tăng, ngưỡng mong tăng tha tội lỗi cho con.
Ý nghĩa đó là như vậy đó thưa quý vị. Thì cái nghĩa dịch là vì cái giáo trình học Phạn ngữ Pali, cho nên khi mà chúng tôi phân tích dịch nghĩa ra như vậy, không cần phải chơi giống với kinh Nhật Hành mà chúng ta tụng. Chúng ta cần phải biết nghĩa cho nó sát với cái văn mạch văn Pali, rồi sau đó chúng ta cứ dịch học theo nghĩa dịch nghĩa của kinh Nhật Hành đã soạn ra. Cái bài kinh kia ngày dịch dài lắm, thí dụ con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Đấng chí tôn chí thánh là Varottamang, mà dịch dài quá thêm nghĩa dài. Các tội lỗi nào cũng đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xách tội lỗi cho con. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học pháp hành. Các tội lỗi nào con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xách tội lỗi cho con. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và tính tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xách tội lỗi cho con. Cái đó là hồi xưa đến giờ đó, là các ngài viết ở trong Thanh Tịnh Đạo, ở trong Quyển Nhật Hành đó, thì chúng ta cứ theo đó chúng ta học. Nhưng mà chúng ta dịch cái nghĩa khác. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Và phần sau xin được cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng hướng dẫn cho chư Phật tử làm bài tập và đọc bài kinh sám hối tam bảo. Xin cung thỉnh Thượng tọa. Sao thủ kỹ trực Thượng tọa Thượng sư. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta tiếp theo bài học là phần làm bậc. Hôm nay quý Phật tử vừa là nhớ về cách chia theo khả năng cách. Khả năng cách chúng ta dịch là cần phải nên có thể. Dạ, yeah, như vậy. Ngoài ra thì chúng ta có một số những cái giới từ và trạng từ mà chúng ta nhớ. Bây giờ đầu tiên là sô tách hạnh, cái gì á, không biết quý vị nhớ chữ sô nhân sinh đại danh từ ngồi thứ mấy, số ít hay nhiều không ạ? Số có vị nào nhớ sô là và ngồi số ba, số ít là ông ấy nghĩ vì ấy. Chữ sô đó là nam tánh, thưa quý vị. Ông ấy, thằng ấy, nhưng mà ở đây chúng ta ông ấy vì ấy. Và ở đây chúng ta chạm gì là ông ấy đi, thì có chữ xô. Xa là nữ tính,
Bây giờ chữ chúng ta có chữ tatra, tatra như tatra tatha tahin, đó là nghĩa là tatra. Để quý vị nhớ chữ tatra không? Hồi nãy đọc vòng lực cũng có nhớ không? Tatra tatha tahin là ở, chà, không có dấu mình lắm nha, ở đây ở đấy, ở đấy ở đó. Cô Huy Ngọc mà biết không có giống, đọc là ở đây, ở đây ở đấy giống như nó khác nhau. Còn bây giờ khi biết không giống thì giống nhau, cái này là phải cẩn thận. Ở đấy ở đó tách ra, rồi cái xây dạ, cái xây dạ. Chúng ta có chữ cái sát tí, có vị nào nhớ chữ cái sát tí không? Cái sát tí, cái gì là cài, và cái sát tí là cài, cái xây là như vậy là ông đó có thể cài ở đó. Dạ, ông ấy có thể cài ở đó. Dạ. Cái này cũng hơi cắt cớ. Tại sao cài một nơi mà trồng một nơi, cái cũng kỳ quá. Thôi. Bây giờ chúng ta bước qua câu thứ hai thưa quý vị. Dạ, câu thứ hai. Tùm hê y thá, có bây giờ thái. Tùm hê y thá, qua bây giờ thá. Tùm hê, tùm hê là nhân sinh đại danh từ ngôi thứ mấy thưa quý vị ha? Ngôi thứ mấy số ít là số nhiều. Tùm hê, toán tùm hê. Dạ đúng rồi, các anh, các ông, các bạn. Toán tùm hê. Toán là số ít, tùm hê là số nhiều. Ý thá. Bây giờ cô Huy Ngọc cũng để là ở đây không có giống như là mệt. Ý thá. Ý thá là ở đâu thưa quý vị? Ý thá là ở đây, dạ phải, ở đây. Ở đây cũng được, cùng vị học với ở đây cũng giống nhau. Dạ, ý thá là ở đây. Ở đây, quá pê gia thá. Dạ, quý vị nhớ quá pê gia thá, từ chữ quá pê tí, dạ quá bạch tí. Quá bạch tí là và gieo hạt. Này thì là từ súng lạ đấy, cài thì ở đó mà trồng mà gieo mạ thì ở đây. Tức là cài một nơi mà gieo hạt. Dạ rồi, các anh gieo trồng ở đây. Dạ, các anh gieo trồng ở đây. Đó là câu thứ hai. Và bây giờ á, là cái câu này phân bua. Dạ. Dạ. Là tức là biểu cài ở đó, gieo trồng ở đây, thì các chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên làm gì? Mát văn. Mát văn là nhân sinh đại danh từ ngôi thứ mấy số ít số nhiều quý vị ha. Mát văn. Dạ, còn số ít số nhiều là chúng ta hay là chúng tôi? Chúng ta. Dạ, chúng tôi. Chúng tôi. Cái chữ này hồi nãy thiếu chữ S thành ra độc lập Pasayama này, chúng ta sẽ gọi là Pasayama. Pasati là gì thưa quý vị? Pasati. Pasati. Pasati là thấy, và Sudati là nghe. Pasati là... Dạ đúng rồi. Dạ, họ thì cài ở đó và chúng ta, ông ấy cài ở đó. Chúng ta, các anh chị chồng ở đây thì chúng ta cần phải thấy. Chúng ta cần phải thấy. Và bây giờ chúng ta bước qua câu thứ tư thưa quý vị. Cái câu này, bài tập này hình như toàn từ siêu viết, nó có vẻ một giống như soạn kịch bản hay sao đó. Và chúng ta cần phải thấy rồi, thấy cái gì? Tê thân sư dây dùng. Tê là ngôi thứ ít. Ngôi thứ mấy? Số ít là số nhiều thưa quý vị. Người số 3 thứ nhiều là họ, hay là chúng nó, họ, chúng ta, ta hình. Ta hình chúng ta có ta tra, ta tha, ta hình. Ta hình là, dạ, ta hình là ở đấy. Dạ. Họ cài xong, ông ấy không cài xong mà họ, mà mình, họ cài ở đó, mình trồng ở đây thì chỗ đó chỉ để nằm thôi. Dạ.
Dạ, họ nằm ở đó. Dạ, họ nằm ở đó. Dạ, hôm nay quý vị bắt đầu có trứng rồi nha. Dạ, quý vị, họ nên nằm ở đó. Họ có thể nằm ở đó. Dạ, họ có thể nằm ở đó. Họ nên. Sáng cho tí là nằm cho đúng rồi. Bây giờ câu số 5. Ahang Pusayami. Ahang là nhân xưng đại danh từ ngôi thứ nhất số ít. Ahang là tôi. Chúng tôi thấy rất là hoan hỷ là bây giờ thì đã nhớ chân sư gìn thì rất là nhiều. So sa te tuan tung he ahang mayang. Chúng ta nhớ nhiều rồi. Như vậy là bắt đầu quen làm sẽ nhâm rồi. Ahang Pusayami. Pusati là gì thưa quý vị? Pusati là gì? Pusati là chạm hay tiếp xúc. Đây chỉ là đụng chạm có tất nghĩa theo nghĩa bình thường thôi. Cái tay mình chạm cái bàn hay là mình đụng cái gì đó, chứ không phải là đụng chạm nghĩa là đối đầu hay là bích lòng hay là xích bích với ai. Chỉ đụng chạm không nghĩa xích bích. Tôi đụng chạm. Tôi. Nhưng mà ở đây là phú xây giam ý, là tôi phải đụng vào. Tôi có thể chạm vào. Cái này nó ở gần tôi lắm, tôi có thể chạm vào. Cái này ở gần lắm, tôi có thể chạm vào. Thì chúng ta dùng chữ đó. Bây giờ chúng ta làm qua câu số 6. Tôi phải đụng. Tôi phải đụng cũng được. Câu số 6 là Tuấn Chinh Thi Gia Sĩ. Chứ Tuấn là Đức Sư Dân từ ngôi số 2, ngôi 2 số ít, ngôi thứ 2 số ít, đó là anh bạn. Chinh Tê Tí là gì quý vị nhớ không? Chinh Tê Tí, Chinh Tê Tí, Chinh Tê Tí là suy nghĩ. Như vậy là bạn có thể suy nghĩ. Bạn có thể suy nghĩ. Mình đề nghị với ai chuyện gì đó nhưng người ta chưa quyết định được thì bạn có thể suy nghĩ. Thật ra quý vị học dần dà rồi quý vị sẽ thấy tiếng Bali cũng dễ chứ không có khó. Mà dân ta hình cái chi à mà. Mà dân ta hình. Mà dân là ngôi thứ mấy số ít hay nhiều quý vị hả? Mà dân là thứ nhất nhiều. Chúng tôi, chúng ta. Chúng ta ta hình. Hình cũng chỉ ta tra ta thác ta hình. Là ở đấy. Ở đó. Ở đấy. Ở đó. Chắc là mình bỏ chữ ở đây đi. Mình để là ở đấy thì gọi là ở đó đi. Ở đấy có thể nó dễ lộn biết dễ lộn ở đây. Ở đó. Đây đó. Bên đi bên tê đó. Tức là bên tê. Bên tê. Ở đó. Cái chất tí là gì thưa chị? Cái chất tí. Cái chất tí. Cái chất tí là. Cái chất tí là đi. Dạ. Cái chê gia hả má. Là chúng ta có thể đi đến đó. Mà dân ta hình cái chê gia hả má. Câu này thì câu số 8 này rất là dễ tại vì chúng ta mới vừa học thôi, chỉ đổi lên một chút ngôi thứ thầy chữ câu này chúng ta mới vừa học. Ahang Chiniyami. Ahang là ngôi thứ tôi và ngôi thứ nhất số ít. Chiniyami. 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 Đi. Thu gom Chinati. Chinati là thu nhặt. Chinati là thu nhặt. Chinati là thu nhặt. Ahang Chiniya là tôi cần thu nhặt hay là tôi có thể thu nhặt.
Chúng ta qua câu số 9. Bởi vì lúc này là bài rất là nhanh. Kuto ke agathiyo. Kuto. 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 Dạ. Dạ, có bây giờ nhớ kuto. Từ đâu? Từ cái gì? Dạ, từ đâu? Từ cái gì? Kuto. Kuto. Chữ cụ tô giống như cụ tổ vậy đó, từ con người mình bắt nguồn từ cụ tổ. Thì quý vị nhớ cụ tô là từ đâu? Cụ tô. Tê. Tê là. Tê là số ít số nhiều quý vị. Ngôi ba số nhiều. Dạ đúng rồi, ngôi thứ ba số nhiều là họ. Họ. Agachati. Agachati. Agachati là đi. Agachati là. Agachati. Là đến, dạ, yeah, họ đến từ đâu? Where are they come from? Dạ, yeah, họ đến từ đâu? Dạ. Kuto te agachi. Như vậy là họ có thể đến từ đâu? Hay là nên đến từ đâu? Hay là họ phải đến từ đâu? Dạ, yeah, họ phải đến từ đâu? Như, à, thì tôi siêu có cho chúng ta bài câu tương đối cũng dài, thì câu số 10 ngắn nhưng mà câu số 11, 12 thì dài. Kutra mayan kusiyama kutra 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 katha kuhin kahan là ở đâu? Dạ đúng rồi, ở đâu? Kutra mayan 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 ngồi thứ mấy, số ít hay nhiều thưa quý vị? Mayan là ngồi thứ, chúng tôi ngồi thứ nhất số nhiều. Dạ, kutra mayan. Vasati là gì thưa quý vị? Vasati, động từ vasati. Có vị đơn giản, vasati. Vasati, sống. Giờ là cư trú hay là ở. Dạ. Chúng tôi nên ở đâu? Chúng ta nên, chúng tôi nên ở chỗ nào? Dạ, chúng tôi phải sống ở đâu? Dạ. Rồi bây giờ đây là bonus của quý vị đây. Câu số 11 và 12. Đó là hai câu tương đối dài. Nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng rất là dễ. Dạ. Câu này thì nó có hai cái trạng từ đi chung với nhau. Dạ, giá trá và ta trá. Giá trá và ta trá. Giá trá nghĩa là giá trá là bất cứ ở đâu. Dạ, bất cứ ở đâu. Chắc chắn là bất cứ ở đâu. Tê. Tê. Nhớ tê là. Tê là họ. Vasati là gì thưa quý vị? Vasati, chúng ta mới học cái này. Vasati. 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 Động từ Vasati. Ngôi số 3, số nhiều. À, không chỉ Vasati, động từ Vasati là sống, là ở. Dạ. Họ sống ở đâu? Thì Mayan Tatra Kichiyama. Dạ, họ sống ở đâu? Mayan là. Dạ, họ sống ở đâu? Thì Mayan là chúng tôi, chúng ta. Tatra. Tatra là ở đó. Ở đấy, ở đó. Gacchati là đi. Họ sống ở đâu thì chúng ta đi đến đó. Dạ. Họ sống thì ta.
Một, để nói sự thật thì siêu cho quý vị dịch cái câu là mọi người làm gì làm sao thì tôi làm vậy. Dạ. Dạ xin lỗi quý vị. Giết thật thì và sử dụng mấy dân tất cả thì chưa dò mà. Dạ. Dạ. Rồi quý vị, bây giờ chúng ta qua câu số 12. Quý vị làm bài rất là nhanh đó, tốt quá. Và câu số 12 này cũng là một câu dài. Dạ, câu dài nhưng mà chúng ta cũng học được rất là nhiều. Dạ, học rất là nhiều. Ở đây chúng ta có chữ gia hình và tá tô. Gia hình là gì thưa quý vị hả? Gia hình. Gia hình, gia tra, gia tha. Gia hình, dạ, ở đây hay là bất cứ ở đâu. Dạ, gia hình. Tê. Tê. Tê là họ. Nisi đê dung. Nisi đá tí. Dạ, quý vị nhớ Nisi đá tí là ngồi. Dạ, Nisi đá tí là ngồi. Dạ. Nisi đá tí là họ ngồi ở đâu. Tato. Tato là gì thưa quý vị? Tato. Ở chỗ đó. Tato. Tato. Tum hê. Toan tum hê. Tum hê là ngôi thứ mấy? Số ít hay nhiều quý vị? Tum hê. Tum hê là các anh, đúng rồi, đã ngồi thứ hai số nhiều. Gacchati là đi, nhưng mà Abhagacchati là rời khỏi. Dạ. Họ ngồi ở đâu thì các anh rời khỏi chỗ đó. Dạ. Họ ngồi cạnh rời khỏi chỗ đó. Chờ nghe cái này của tôi thấy cái đàn áp quá. Không biết sao. Không biết câu chuyện là sao nhưng mà nghe câu này thấy đàn áp. Họ ngồi ở đâu thì họ ngồi ở đâu thì các anh đi khỏi chỗ đó. Rồi thưa quý vị, dạ COVID hả? Dạ chắc cũng có lẽ COVID mà lây nhiễm ở đâu thì chúng ta nên rời khỏi chỗ đó. Tu các bạn tato tum he abhagacchi yatha. Rồi thưa quý vị, bây giờ chúng ta dịch từ tiếng Việt sang tiếng Phạn nha. Tiếng Việt sang tiếng Phạn. Tôi phải sống ở đây. Tôi phải sống ở đây. Tôi là gì? Tôi phải sống ở đây. À hằng, đúng rồi. Sống. Sống là gì? Sống là gì thưa quý vị? Sống là dạ hay quá. Dạ bị đầu có với tức là chích tá là hay. Dạ. Dạ và xì gia mí. Chỉ gia là trường âm quý vị nha. Gia là trường âm. Dạ, ahang ita vasayami. Dạ, vasayami. Ahang ita vasayami. Thật ra thì dịch tiếng Bali sang tiếng Việt thì dễ. Nhưng mà tiếng Việt mà sang tiếng Anh mà quý vị dịch về là hay lắm. Bây giờ chúng ta dịch câu thứ hai thưa quý vị. Câu thứ hai là họ có thể rời khỏi đây. Họ có thể rời khỏi đây. Họ có thể rời khỏi đây. Ở đây có thể dùng chữ Atra, Etha, Iha.
chúng ta không không cần dùng chữ ít hạ, mà chúng ta có thể dùng chữ ý hạ hay là ít hạ atra. Dạ ông bác cái chị dùng, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi đó. Thì ít hạ cũng được, mà ý tô cũng được. Dạ không, ít hạ cũng được hay là ý hạ cũng được atra ở đây. Dạ, ý tô là từ đây, nhưng mà ở trong tiếng Việt Nam mình thì nó họ có thể rời khỏi đây cũng được, mà họ có thể rời khỏi từ đây cũng được. Dạ, họ thì rời khỏi từ đây cũng được. Dạ, dùng chữ ý tô. Nhưng mà trong tiếng Phạn á thì khi chúng ta xài chữ a tô hay là ý tô á thì có nghĩa là từ đây. Dạ, còn chúng ta xài chữ dạ, nếu quý vị dịch cho đủ có dễ là chúng ta dịch là từ đây cũng được, rời khỏi đây. Dạ, dịch từ đây cũng được. Câu của An Nhiên dịch là cũng của quý vị tên nhỏ là Te Ito Avakachiyu. Dạ, họ có thể rời khỏi từ đây tốt rồi. Bây giờ chúng ta qua câu thứ 3 là họ chạy đi đâu. Dạ, câu thứ 3 là họ chạy đi đâu. Họ chạy đi đâu? Đó là câu hỏi thưa quý vị. Họ chạy đi đâu? Cái câu mà giờ nó hơi khó một chút xíu là nếu mà mình nói là họ có thể chạy đi đâu, họ có thể chạy đi đâu thì chúng ta dịch là thầy ví dụ. Còn nếu mà mình nói là họ chạy đi đâu không thì chúng ta có thể dịch là thầy bạch tí thà hoàn tí, là họ chạy đi đâu. Dạ, tê cu tra thà hoàn tí. Dạ, tê cu tra thà hoàn tí. Khi mà mình dịch, mình cố gắng dịch bám sát theo cái câu mà đưa ra. Tại vì nếu khi nào có chữ có thể hay là cần hay là phải gì đó hay là nên thì chúng ta dịch theo khả năng cách. Còn nếu mình nói họ chạy đi đâu thì chúng ta dịch là thực tiến hành cách được rồi. Câu hỏi. Câu số 4 là họ có thể thắng ở đó. Dạ. Yeah. Họ có thể thắng ở đó. Họ thế. Đúng không? Quý vị giỏi ha. Giờ có cái đích rất là nhỏ, rất là giỏi. Giờ ở đó chúng ta dùng chữ tách ra cũng được, tách thác cũng được, tách hiêm cũng được. Tê tách ra chỉ nên dùng. Dạ. Tê tách hiêm chỉ nên dùng cũng được. Mấy chữ nó đều xài được hết. Dạ, tát ra, tát tha, ta hin đều xài được hết, quý vị. Cái câu này nếu mà chúng ta nói chuyện đàm thoại có lẽ chúng ta xài thường. Anh cần phải hiểu. Dạ, anh cần phải hiểu. Anh cần phải hiểu. Anh là vẫn hiểu là cái đi giờ xí giờ đúng rồi, toàn đi giờ xí giờ đúng rồi đó. Anh cần phải hiểu toàn cái đi giờ xí
tiếp theo là các anh cần phải chiến thắng, các anh phải chiến thắng. Mình tiễn những chiến sĩ lên đường ra trận, mình nói là các anh cần phải chiến thắng. Các anh cần phải chiến thắng. Cần chiến thắng, cần phải chiến thắng. China tí là chiến thắng, China thác là tiến hành cách thôi. Ở đây các anh phải chiến thắng, dạ, phải chiến thắng vì là theo khả năng cách. Tung hế China già thá, đúng rồi đó. Dạ. Tung hế China già thá. Dạ. Chúng ta phải mua ở đâu? Dạ. Dạ, thấy cái gì? Thấy cái gì mình cần à? Chúng ta phải mua ở đâu? 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 Ở đâu là Kuhin? Thông thường á, cái câu, một câu hỏi đó thì cái như là where, how, what, chúng ta đặt ở đầu câu thì nó dễ hơn. Ở trong câu hỏi luôn luôn đặt, quý vị đừng đặt, đặt sao cũng được, ở trong tiếng Phạn đọc cũng thể hiểu được, nhưng mà thường thường như là chúng ta nói mayang ca hằng, ở đây chữ kiniyama, dạ, kiniyama thì chúng ta đặt cái chữ cá hăng kuhin, chúng ta đặt ở trước, dạ, cá hăng bây giờ kiniyama, dạ, đúng rồi. Quý vị nhớ những cái câu mà đặt thành nghi vấn như ở đâu, bằng cách nào, ra sao thì mấy chữ đó mình nên đặt đầu câu. Dạ, đó cũng là một cái điểm nhấn trong cảm. Câu này là chỉ câu nói thôi. Chúng có thể đến đó. Dạ, chúng có thể đến đó. Chúng có thể đến đó. Câu số 8 thôi. Chúng có thể đến đó. Chúng có thể đến đó. Chúng là sô sa tê tê và trà thá gà chê dùng, dạ đúng rồi, tê tà trà gà chê dùng, tê tà trà gà chê dùng. Không biết là vì nào có thể giờ thành diện cái chân tí là tiến hành cách thôi, chúng ta dịch cái chi dung cho vài cái chân tí. Họ cách nào, câu này thú vị, họ thắng bằng cách nào là câu số 9. Dạ, họ thắng bằng cách nào, họ thắng bằng cách nào? Ở đây chúng ta dịch bằng cách nào trước? How? Bằng cách nào? Làm sao? Làm thế nào? Cả thắng chế chi nê dục. Dạ đúng rồi. Cả thắng chế chi nê dục.
Thực ra nhắc quý vị là trong tiếng Pali không có câu hỏi, mà chúng ta phải đọc ở trong, không có dấu hỏi chứ thưa quý vị. Bây giờ thì họ biết có đầu hỏi để dấu hỏi. Và đây là câu cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Anh có thể làm như vậy. Dạ. Anh có thể làm như vậy. Anh là Tuấn. Như vậy. Như vậy. Tuấn ít thắng Kriyasi. Tuấn ít thắng Kriyasi. Như vậy là chúng ta làm xong 10 câu thứ 2. Thật ra thì bài càng lúc chúng ta sẽ dịch được những câu dài, nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng mình không còn lạ lắm, mình không còn cảm thấy khó nữa, mà càng ngày càng dễ hơn, thì quý vị sẽ dịch dễ hơn. Bây giờ thì Thượng Tọa Thế Quyền ơi, Thượng Tọa Thế Quyền có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Thế Quyền có trước máy, Thượng Tọa Hoan Hỷ đọc cho bài sám hối Phật Bảo Tăng Bảo Uttamangi Na Quan đi hả? Dạ, dạ, kính thỉnh Thượng Tọa, Thượng Tọa đọc cho ba lực, thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Giờ để chúng nghe rõ. Cảm ơn quý vị. Chúng con hành lễ đến chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đến quý tử nữ cùng chư Phật tử để sinh động. Uttamange na wande hang ba đa bằng sum varutamang buddheyo khalito doso buddho khamatu tăng mạ mang. Uttamange na wande hang ba đa bằng sum varutamang buddheyo khalito doso buddho khamatu tăng mạ mang. Uttamange na wande hang thamanh chaduvit thang varang thameyo khalito doso thamo khamatu tăng mạ mang. Uttamange na wande hang sankhanh chaduvit thot tamang sankheyo khalito doso sankho khamatu tăng mạ mang. Uttamange na wande hang ba đa bằng sum varutamang buddheyo khalito doso buddho khamatu tăng mạ mang. Uttamange na wande hang ba đa bằng sum varutamang buddheyo khalito doso buddho khamatu tăng mạ mang. Uttamange na wande hang thamanh chaduvitthang varang thameyo khalito doso thammo khamatu tăng mạ mang. Uttamange na wande hang sankhanh chaduvithottamang sankheyo khalito doso sankho khamatu tăng mạ mang. Dạ, chúng con đã đọc xong, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa quay trở lại tiếp tục công đức. Nam mô Thầy.
chào quý Phật tử, có nghe chúng tôi nói được không? Chúng tôi xin giải thích vài điểm trong bài kinh này. Nếu quý vị nào đi qua bên Ấn Độ hay là qua Tích Lan thì quý vị sẽ thấy một cái cách rất là khác với chúng ta trong cái việc mà đảnh lễ. Không phải chỉ đảnh lễ Đức Phật không mà người ta còn đảnh lễ chư tăng hay đảnh lễ cha mẹ. Có hai cách đó. Một là họ lấy cái trán của họ và đụng vào bàn chân, trán đụng vào bàn chân. Và đặc biệt là những người đàn ông, những người mà trong thế giới như là có chức quyền hay là những người có địa vị cao trọng ở ngoài xã hội, được rồi đôi khi họ lại lấy chư tăng, họ lấy cái tay họ xoa cái bàn chân của chư tăng rồi đặt lên trên trán của họ. Cái ý nghĩa thì rất là đơn giản, đó là nó là cái sự bày tỏ cái niềm cung kính cực độ và cao độ, và tức là cái hạt bụi ở dưới chân của ngài nó còn cao quý hơn là cái đầu của mình. Nếu vị nào mà quen với văn hóa Ấn Độ hay là Tích Lan, Miến Điện v.v. thì cái đầu chúng ta gọi là Uttamanga. Uttamanga thì cái đầu thì khi mà mình nói rằng cái hạt bụi ở dưới chân của ngài còn quan trọng, còn cao quý hơn cái đầu con, thì đó là một cái cách giả tương độ. Ở đây chúng ta quản dịch là con xin đảnh lễ vi trần dưới chân Đức Phật, con xin đảnh lễ hạt bụi dưới chân Đức Phật, thấy được cái hạt bụi chân Đức Phật và cao quý như nào. Rất là hay. Ở trong lịch sử Đạo Phật có hai cái giai thoại mình nhắc đến nhiều là câu chuyện của Công Du cũng như Du Đà La khi gặp lại Đức Phật thì đã làm một việc mà Đức Phật cho phép, không có ai hỏi, là bà đã lấy cái tóc của bà cũng lên trên của Đức Phật. Tóc của bà cao quý, nhưng mà chúng ta nghe sự trưởng rồi Phật ngự qua hiên lạc thúy, gia du ra quỳ lại Như Lai, tóc dung lục phủ lấy chân ngài, như lao các bụng non đoàn mọi phương. Thì trước khi sang đó thì Đức Phật dặn tôn giả Sơ Thất Cụ Thiền Liên là gia du ra có làm gì hãy để đặt chân của mình. Và lúc đó Đức Phật phải đi chân không, Đức Phật phải chân không. Thì một câu chuyện khác là năm Đức Thế Tôn 80 tuổi thì một vị vua và bằng tuổi Đức Phật là vua Ba Tư Nặc, trước khi mà Đức Phật rời thành trời vua Xá Lát, thì có một lần vua Ba Tư Nặc đã tìm đến Đức Phật ở một cái tham thức nhỏ bên trước, và nhà vua đến đặt hắn gõ cửa và Đức Phật thì mở cửa. Thì nhà vua vua Ba Tư Nặc là cái vị vua cai trị đất nước Kiều Tắc La, tức Cô Sa Lá. Cô Sa Lá và Ma Cát Thá, tức là Kiều Tắc La và Ma Kiền Đà, là hai cái vương quốc lớn nhất ở sau vương quốc của Ấn Độ. Chúng ta có thể gọi là Cô Sa Lá đại đế. Ngay cả cái vương quốc dòng Thích Ca cũng là chư hầu của Cô Sa Lá. Thì khi mà Đức Phật mở cửa và vua Ba Tư Nặc vào đó, thì nhà vua đã quỳ dưới chân Đức Phật. Đức Phật đứng như là vua quỳ xuống, lấy cái trán của mình đó, đụng lên đầu với Đức Phật. Thì Đức Phật thì mới hỏi này đại vương, tại sao hôm nay đại vương là thể hiện cung cách kính trọng một cách tột độ như vậy? Thì vua Ba Tư Nặc mới nói rằng bạch Đức Thế Tôn là sát đế lì, con cũng sát đế lì, tám mươi tuổi và ngài là người cư sĩ Cô Sa Lá, con Cô Sa Lá. Dạ. Rồi sau đó Đức Phật thì nói vua Ba Tư Nặc nói lên cái niềm tôn kính đối với Đức Phật. Nó từ những câu chuyện đó đến khi mà các ngài biết câu này đó, là trên đảnh lễ vi trần ở dưới chân Đức Phật. Đó là một việc của chúng ta. Và
đôi khi chúng ta đọc rất là nhiều những cái lời cầu nguyện như là xin Tam Bảo chứng minh, Tam Bảo gia hộ, vân vân. Thì chúng ta nghe câu đó, nó có nhiều người hiểu là như là một lời cầu nguyện thần linh, nhưng mà thực sự không phải. Ở đây chúng ta nói Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Thì ở một mặt nào đó trong cái cách nói của ngôn ngữ thì chúng ta có cách nói gọi là nhân cách hóa. Dạ, thí dụ như là những cái tội lỗi nào mà con đã phạm, Pháp Bảo xin Pháp Bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Thì khi nói điều đó không phải là Pháp Bảo là một nhân vật, hay Pháp Bảo là một ai đó. Thí dụ như người Ấn Độ họ nói là có ba vị thần, là thần Brahma, thần Vishnu, thần Shiva. Thì ba vị là ba vị thượng đế, nghĩa là ở bên cái học Thiên Chúa, Chúa Ba Ngôi, Trinity. Chúa Ba Ngôi là Đức Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Thì ở đó có cái đại khái của Chúa Thánh Thần, personality. Còn ở đây thì không. Ở đây chúng ta cầu xin Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, Tăng Bảo, Tăng Bảo. Nó có một hình thức đối chuyện như một nhân cách hóa. Thì chúng tôi phải giải thích điều này là tại vì đôi khi trong cái ngôn ngữ của chúng ta đó, có người thắc mắc là tại sao mình cầu nguyện với Phật ngài chứng minh, hay là cầu nguyện với Phật ngài xá tội, như vậy Đức Phật ngài như vị thần linh không phải. Ở đây chúng ta thấy rằng đối Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo thì chúng ta đều có thể nói như vậy. Khamati, khamati đúng ra là chịu đựng, hay là kham nhẫn, hay là niệm tình, chúng ta gọi là tha thứ. Tha thứ thì ở đây cách nói của chúng ta trong bài này thì có một câu, và câu này là một cái sai lầm rất lớn ở trong cái hiểu của truyền thống Nam Tông và Bắc Tông, cả hai mà quý vị cần lưu ý. Đó là khi mà mình lễ Pháp Bảo thì mình lễ hai hạng Pháp Bảo là Pháp Học và Pháp Hành. Nhưng mà khi lễ Tăng Bảo thì hai bậc Tăng Bảo thì người ta thường nói là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Ở bên Pháp Tông thường gọi là Thánh Tăng và Hiền Tăng, và Thánh Hiền Tăng. Thì Thánh Tăng và Hiền Tăng. Nhưng mà Tăng Bảo có hai trong Phật giáo đúng nghĩa thuộc tiếng Pali đó, thì không phải là Thánh Tăng và Phạm Tăng, mà là Savakasangha và Bhikkhu Sangha. Và Savakasangha chúng ta gọi là Thinh Văn Tăng. Và Savakasangha thì khi chúng ta nói Savakasangha thì gồm có bốn đôi tám vị, những vị mà đi theo con đường của Đức Phật, đắc đạo chứng quả, tu được huân đạo, tu được huân quả, tu đà hàm đạo, tu đà hàm quả, a na hàm đạo, a na hàm quả. Và có một cái chư tăng khác gọi là Thích Khu Sang Khá, gọi là Tỳ Kheo Tăng. Tỳ Kheo Tăng thì nếu mà nói nôm na bên ngoài chúng ta nói gọi là tăng, tăng thể và tăng quy ước, hay là cái gì là Thinh Văn Tăng và Tỳ Kheo Tăng. Thì khi mà chúng ta nói là Tỳ Kheo Tăng á, có cách quy ước là từ bốn vị mà đã thọ Tỳ Kheo rồi, người là Bhikkhu Sangha. Dạ, Bhikkhu Sangha. Thì như vậy đó, tại sao chúng ta nói sai? Là vì ngài Xá Lợi Phất á, ngài thuộc về cả hai, ngài thuộc về Savakasangha, tức là gồm có bốn đôi tám vị, ngài nằm ở trong Savakasangha, mà ngài Xá Lợi Phất ngài cũng là Thích Khúc Sanh Khá, tức là Tỳ Kheo Tăng, thì một vị ni về chứng nhân đa của mình. Còn chư tăng mà hiện tại bây giờ như ở trong rung các vị giảng sư, tội thị siêu, tội đăng, tội tinh minh vân vân, thì các ngài thuộc về gọi là Thích Khúc Sanh Khá, mà không phải là Sa Bát Ca Sanh. Sa Bát Ca Sanh Khá bốn đôi tác vị. Thành ra ở trong tiếng Việt Nam của chúng ta, chữ Hán của chư tăng thường nói là đánh đến chư tăng có hai là Thánh Tăng và Phạm Tăng ấy. Thì nói như vậy chúng ta không có chính xác. Bởi vì khi mà nói Thánh Tăng và Phạm Tăng ấy, thì chỉ có thể là một ở trong hai.
Dạ, một trong hai. Như ngày sáng là Phật, chỉ là Thánh Tăng chứ không thể là Phạm Tăng được. Nhưng mà khi Chư Tăng nói Bhikkhu Sangha, Savaka Sangha và Bhikkhu Sangha đó, thì ngài Xá Lợi Phất thuộc về cả hai. Dạ, thuộc về cả hai là Savaka Sangha. Thì bây giờ quý Phật tử ở trong đời sống của chúng ta có cái này là nhiều lúc cái lời sám hối đó nó làm cho chúng ta trở nên cẩn trọng. Dạ, trở nên cẩn trọng. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là khi mà chúng tôi còn nhỏ ở gần sư trưởng nhắc một điều là lúc mà mình thuyết pháp, mình thấy quán diệu lời dạy ở trong cái hiểu của mình có nhiều khi mình hiểu sai đi. Thành ra sau khi mình thuyết pháp xong mình cũng nên có cái sám hối với Phật, sám hối Pháp, sám hối với Tăng. Cái lời sám hối đó lên một cái tinh thần rất hiểu biết, rất trách nhiệm và rất là cẩn trọng. Đức Phật ngài là Đấng Pháp Vương, nhưng mà ngài dùng hình ảnh của con sư tử như nói này chi tỳ kheo, khi con sư tử săn mồi thì con sư tử luôn luôn có những cái đặc tính là nó luôn luôn cẩn thận. Dạ quý vị, chúng tôi nói quý vị nghe không rõ phải không? Cô Nhật Quỳnh cho biết là chúng tôi nói chuyện không có rõ. Dạ. Dạ, không rõ. Thì quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút nha. Dạ, quý vị nghe rõ hả? Quý vị nói rõ, quý vị nói không rõ, chúng tôi không biết. Thì quý vị có cần chúng tôi ra rồi trở vô lại không? Sao lạ hả? Dạ. Dạ, chúng tôi hỏi là bây giờ quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không vậy? Dạ. Thế thì không phải là chúng có khi chúng ta vô tình hay là thế này khác, nhưng mà chúng ta nhớ là chính Đức Phật ngài dùng cái ví dụ của ông sư tử, ngài dạy rằng giống như con sư tử săn mồi ở trong bất cứ trường hợp nào cũng cẩn thận, thì Như Lai trong sự thuyết pháp luôn luôn cẩn thận chứ không phải là không cẩn thận. Dạ. Và điều đó nói cái độ rằng ngài rất là nghiêm túc vì sự kính trọng với pháp bảo, vì lợi lạc. Ở trong đời sống của chúng ta đôi khi chúng ta nói pháp, chúng ta nói chơi, nói đùa, hay là đôi khi mình ưng thì mình nói thôi, nhưng mà mình cũng phải để ý đến cái người nghe, để ý những điều mình nói mình có cẩn thận hay không. Cẩn thận ở trong cái pháp đó quan trọng lắm, bởi vì không khéo vấn đề. Dạ. Dạ. Xin lỗi quý vị nha, chứ tôi thấy quý vị nói rằng không có nghe rõ. Quý vị chụp 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 xíu.
Dạ xin lỗi quý Phật tử, quý vị có nghe được không vậy? Cái đó là quý vị chạy ra chạy vô. Dạ. Vậy thì sự sám hối với Phật Pháp Tăng không phải tạo cho chúng ta mặc cái mặc cảm, mà tạo cho chúng ta một cái thái độ rất là nghiêm túc. Dạ, thái độ nghiêm túc là một thái độ rất là cần. Thật ra trong cuộc sống của mình, đôi khi chúng ta hay nói chuyện cái gì của Phật nói, Phật dạy, và chúng ta không có để ý rõ là điều đó có được tích thuật một cách rõ ràng, một cách trong sáng, cái chính xác ở trong kinh điển hay không. Bởi vì đôi khi quý vị thấy rằng tại sao Chư Tăng nói chuyện đôi khi phải sử dụng tới phản ngữ, phải nói rằng cái đó lấy ở bộ kinh nào, ở đoạn nào. Bởi vì nếu không khéo thì chúng ta rất là dễ nói bừa. Bây giờ nó có một cái khuynh hướng người ta nói chuyện gọi là tùy tiện. Tùy tiện là ưng sao nói vậy, thì cái đó rất là nguy hiểm. Do vậy phải rất là cẩn thận. Và đối với Phật Pháp, đối Pháp Bảo của mình, nên chi người Phật tử thì làm gì làm thì chúng ta cũng trong những cái buổi thời kinh Tam Bảo cũng nên sám hối Phật, sám hối Pháp, sám hối Tăng. Sự sám hối này cho chúng ta một cái thái độ chẳng những nghiêm túc, mà chúng ta luôn luôn tự nhắc là mình phải rất là cẩn thận. Bây giờ thưa quý vị, người Phật tử ít có khi có những việc cẩn thận. Dạ, ít khi có việc cẩn thận. Chúng tôi lấy ví dụ như là chúng tôi thỉnh thoảng nghe một vài vị họ đi chùa này đi chùa kia, họ dẫn đó, thì họ chửi nguyên cái chùa đó. Dạ, họ chửi nguyên cái chùa đó. Mà chùa đó có Chư Tăng, có Phật tử tu tập. Họ nói những cái câu rất là nặng. Thì cái chùa đó làm gì như một đống rác. Thì chúng tôi không có biết là khi các vị nói như vậy thì các vị có nghĩ rằng, ví dụ mình giận một cá nhân, ông A, bà B, thầy này, thầy kia, chứ phải là mình đem nguyên cả một chùa ra mình chửi như vậy. Cái đó rất là nặng nề. Dạ, cái đó tạo cái nghiệp rất là nặng chứ không nhẹ, bởi vì sự thiếu hiểu biết. Ngày xưa chúng tôi biết có ngôi chùa Giác Quang ở bên Bình Đông á. Dạ, ngôi chùa Giác Quang Bình Đông á, thì ở cái ngôi chùa đặc biệt là có rất nhiều vị công chức như Ngài Tịnh Tuệ, Sư Cả Giác Nhân rồi đó. Ở bên ngoài là ông Cò, ông Hương, ông Cả như này. Chứ biết tại sao các vị lại tu ở trong chùa rất là nhiều. Chúng tôi gọi là những vị bán thế xuất gia, như là ông Đốc Trương Văn Quấn, sau là Sư Cụ Hộ Pháp chẳng hạn. Thì những vị này khi đi xuất gia đó thì lại tu hành rất là cẩn trọng, rất là nghiêm túc trong truyền thống Ngài Giác Quang. Thì nói câu chuyện như vậy là bởi vì những vị này là những vị cư sĩ bán thế xuất gia, nên con cháu hay vào thăm. Và khi con cháu đi vào thăm thì nhiều khi ở chung chùa trồng xoài, trồng trẻ ổi, thì thích cái gì thì hái ăn cái đó. Thì những vị đó lại nhắc. Dạ, nhắc. Tuy rằng bây giờ ông nội hay ông ngoại làm trụ trì của chùa, nhưng mà không phải là vị ngoại ông nội của chùa mà con chạy vô muốn hái xoài, hái ổi, hái dầu ổi. Thì cái đó là cái đức việc của Tăng. Thật ra nếu mình muốn thì mình xin, xin một tiếng hỏi thì không có sao. Còn nếu mình tự lấy, cái đó là cái đó không có nên, cái đó bằng nghiệp nặng. Thì hồi trước cái cẩn thận, bây giờ thì người ta nhiều người không có cẩn thận cái việc đó. Chúng tôi lấy ví dụ như là quý Phật tử đi chùa, nhiều khi mình đói, mở tủ lạnh ra mình thấy có thức ăn thì mình ăn thôi. Thân quá mà làm bị chùa nhiều. Nhưng mà đôi khi cũng phải cẩn thận là bởi vì sao? Tại vì thức ăn người ta mang đến để họ cúng dường cho Chư Tăng và các vị cư sĩ đó. Mặc dù quý vị là Phật tử rất là thân thiết của chùa, nhưng mà muốn ăn thì hỏi Chư Tăng tiếng, cũng không có ai làm khó khăn gì chuyện đó. Nhưng mà không hỏi đó thì nhìn nó có vấn đề. Dạ. Thì ở trong đời sống của chúng ta mà sống ở các xã hội phương Tây và càng lớn lên đó, về sau này những người trẻ đó thì càng rất là bất cẩn với những việc này. Chúng ta không có cẩn thận lắm. Nhưng mà ngày xưa, đặc biệt là các ngài như thời
ngày hộ tông, ngày trình sự, ngày trở về đó, thì các ngài cẩn thận lắm. Dạ, các ngài cẩn thận lắm. Các ngài hãy nhắc những câu chuyện là từ Đức Phật Ca Diếp, Phật Kassapa, có một số người họ nhận cái trách nhiệm là nấu ăn để dâng đến Đức Phật và Chư Tăng. Nhưng mà trong lúc nấu ăn thì con cái nó đói quá, nó xin ăn thì cứ lấy cho nó ăn thôi, lấy cái này kia. Nhưng mà không để ý cái tạo nghiệp về sau sanh vào cảnh khổ. Và không ai trong chúng ta muốn điều đó. Nó không có cần thiết. Và trong cái cách mà chúng ta sám hối với Phật, với Pháp, với Tăng đó, thì thưa quý vị lại có một cái ý nghĩa khác rất ư là quan trọng. Và điều này rất là quan trọng. Mà chúng ta nên nhớ đó là theo trong kinh đó, thì Đức Phật dạy rằng ngày nào mà người Phật tử, dù là xuất gia hay là tại gia đó, mà còn có cái sự tôn kính đối với Phật, với Pháp, với Tăng, với học giới, với thiền định, rồi với chuyện lễ tân, thì ngày đó Phật giáo còn hưng thịnh. Ngày nào mà người ta luôn tuồng, luôn tuồng mà cái lòng cung kính không còn nhiều nữa đó, thì ngày đó Phật giáo suy đồi. Khi mà chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi đọc cái này chúng tôi thấy lạ quá. Cái chuyện Phật giáo hưng thịnh là mình phải bắt cơ sở chùa cho lớn, chư tăng đông, rồi mình có nhiều tiền bạc thì mới hưng thịnh, chứ sao cái lòng tôn kính mà hưng thịnh. Nhưng mà quả thật là những năm tháng mà chúng tôi được dịp đi về các quốc gia Phật giáo, từ thành thị đến thôn quê, nơi nào mà chư tăng hay là Phật tử mà có một cái lòng tôn kính, ví dụ như là đi vào ngôi chùa thì chư tăng biết cách nào để xả y, mặc y lệ, để bày tỏ lòng tôn kính khi bước vào ngôi chùa. Gặp các vị trưởng lão biết đảnh lễ, lên tháp xá lợi không có xả rác, lên mấy cái đền tháp không có xả rác, mà biết giữ khi lễ, vào trong chánh điện mà không có ồn ào. Thì những điều đó tuy là chỉ là một cái cử chỉ, tuy là sự thể hiện, nhưng mà rõ ràng ở đó chúng ta thấy có một cái sự trân trọng. Còn khi mà chúng ta bước vào trong ngôi chánh điện và chúng ta nghe người ta nói chuyện như cái chợ, thì bây giờ mình tưởng tượng là Đức Phật ngồi đó mà mình nói chuyện, thiếu gì chỗ mình nói chuyện. Nhưng mà khi mình bước vào chánh điện mình nghe nó ồn ào á, thì thật ra điều đó nó sẽ làm nản cái đạo tâm của những người Phật tử khác, những người Phật tử muốn sự trang nghiêm. Và chúng ta không thấy rằng nơi thờ phượng là cái nơi gửi gắm đời sống tinh thần của mình. Cái lòng cung kính đặc biệt quan trọng. Chúng tôi thường mời quý Phật tử đi về các quốc gia Phật giáo để hành hương, vì lý do là chúng tôi mong rằng cái đạo vị, cái không khí, cái văn hóa thờ kính Tam Bảo đó là có ảnh hưởng đến tâm hồn của chúng ta. Người Việt Nam chúng ta không phải là hoàn toàn là không có lòng tôn kính, cũng có rất nhiều người có lòng tôn kính, nhưng mà một số rất lớn đó thì lại mấy cái đó lại không để ý nhiều. Không để ý nhiều. Ví dụ như là mình nói chuyện chơi, chuyện đùa thì chiếu về chỗ mình nói chuyện, mình lên chánh điện cứ nói chuyện quan quan, chuyện này chuyện kia, mình không để ý. Cái đó là điều không nên. Điều không nên. Chỗ chánh điện không phải là chỗ để mình ngồi mình nói chơi, nói đùa, muốn nói thì ra ngoài sân nói. Thật ra có nhiều khi nếu chúng ta đi về các quốc gia Phật giáo, chúng ta để ý thấy rằng cái lòng cung kính đó, nó làm cho Phật Pháp ở đất hưng thịnh. Và chúng tôi nói sự hưng thịnh ở đây không có nghĩa là người ta giàu có hay là tiền bạc quy mô, mà cái sự hưng thịnh ở tại đây đó là chúng ta nói lên là cái chất của đạo, cái tinh thần của đạo rất là mạnh, rất là đẹp và rất là trang trọng. Rất là trang trọng. Khi chúng tôi sang bên Nhật Bản, thưa quý vị, chúng tôi để ý rằng người Nhật đó, họ có một cách mà dân tộc khác rất là khó so được, đó là họ duy trì cái văn hóa của Nhật. Cái văn hóa của Nhật đó, mặc dù nước Nhật rất là phát triển về kỹ thuật, nhưng mà
chúng ta phải nhận rằng từ cách họ mang đôi giày cho tới cách họ ngồi uống trà, cho cách họ thưởng thức hoa anh đào, đều trang trọng, đều trang trọng, đều có cái gửi gắm ở tại đó, chứ không phải là làm cái gì cho có làm, làm cái gì nó thiếu cái chất của sự trang trọng. Sự trang trọng ở đây trong diện tôn giáo chúng ta là cung kính, trên diện phiêu văn hóa là trang trọng. Người mình á, mình uống trà mắc mớ gì mình phải làm cho nó có vẻ lớn gì, nhưng mà không. Uống nước lạnh khác mà uống trà đó, thì người ta vào ngồi ngay ngắn, thì trong cái buổi trà đạo đó nó cho chúng ta một cái hương vị đặc biệt của trà đạo, và họ trân trọng những cái nét của cái đời sống thiền môn, họ trân trọng những cái nét của đời sống văn hóa, và nhờ như vậy cái đời sống văn hóa duy trì. Còn đối với chúng ta thì nhiều khi chúng ta đánh mất cái tinh thần, mà cái tinh thần đó nó bằng bạc lắm. Nó rất bằng bạc. Quý vị để ý thấy rằng một người Phật tử mà hiểu Phật pháp, mà quý Phật pháp đó, thì cái ngôn ngữ, cái hành xử của người đó khác. Mà cái người mà không có quý, không có hiểu đó, thì nhiều khi chúng ta nó gọi là thượng vàng hạ cám, giống nhau thôi. Gọi là mặt cưa bước đắng vừa đục bấm nêm đó, thì cũng giống nhau, cả đối bằng đầu vậy đó, cái kiểu người Việt Nam chúng ta nói. Nên một khi mà chúng ta có trang trọng rồi thì mỗi lần chúng ta đọc một bài kinh, con xin thành kính đảnh lễ vi trần dưới chân Đức Phật, và những cái lầm lỗi nào mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, con xin Phật bảo sai tội lỗi cho con, hay là con xin thành kính đảnh lễ hay hạng pháp bảo là Phật hộ pháp hành, những lầm lỗi nào con đã vô ý phạm đến pháp bảo, xin pháp bảo sai tội lỗi cho con chẳng hạn. Thì khi chúng ta đọc cái những lời sám hối đối với Tam Bảo, mình đọc một cách rất là chân thành, và đó là một phần của đời sống tu tập mình, mình nuôi dưỡng đời sống đó. Chúng tôi nghĩ rằng khi mà mình trở lại cái truyền thống cổ xưa đó, thì lúc đó mọi việc nó rất là giản dị, người ta không có trọng cái hình thức ở bên ngoài, mà họ trọng cái chất liệu của tinh thần. Và chất liệu tinh thần đó là cái gì đó rất là bàn bạc. Ngày tuần rồi, thưa quý vị, chúng tôi có xem một số cái hình ảnh của Ngài Sacheban, tăng thống Phật giáo Ấn Độ, khi mà Ngài tịch thì người ta chở Ngài trên một chiếc xe trất, và bởi vì họ phải chở ngay ra dòng sông Liên Thiền, và ngoài đó họ chất củi, họ đốt. Dĩ nhiên là đối với người Việt Nam là quá giản dị, đối với một bậc danh tăng thì đừng nói chi đối với vị tăng thống. Nhưng mà nếu chúng ta sang bên Ấn Độ đó, thì chúng ta bắt gặp rất nhiều cái hình ảnh của tang lễ đơn giản như vậy. Tại vì chúng ta biết một điều là ở xứ Ấn Độ người ta không có dùng quan tài. Hồi xưa có người nói rằng có một cái nghề không nên làm ở Ấn Độ là nghề mở trại hồn. Tại vì Ấn Độ không xài quan tài, tại vì họ chết xong họ chất lên củi đốt thôi. Nhưng mà cái này là ở một số nơi mà người ta làm cái lễ để cầu siêu, để tạo phước, hồi hướng, thì chúng ta tìm thấy rằng có những cái mà mình học được. Dạ. Người Việt Nam của chúng ta ảnh hưởng người Trung Hoa đó, nhiều khi chúng ta hơi quá nặng về cái hình thức, quá nặng về cái bên ngoài. Không phải là nó dở hoàn toàn, nhưng mà sau cái đó rồi thì chúng ta không có làm các cái phước sự. Và là phước sự, chúng tôi lấy ví dụ như là ở tại các quốc gia Phật giáo, người ta quan trọng nhất không phải là đám tang được tổ chức rình rang hay là bông hoa nhiều, mà người ta quan trọng là thí dụ đó là một người hết sức là quan trọng, thì họ sẽ làm phước 7 ngày liên tục. Trong 7 ngày đó tu bắt quan trai, là lễ trai tăng hay gì đó, để hồi hướng công đức. Cái đó là cái quan trọng. Người ta đặt lại vấn đề là mình nên làm cái gì thật sự chánh đáng cho người đã mất. Thì riêng về phương diện văn hóa đó, thì phải nói rằng không có đơn giản để chúng ta cảm nhận, đơn giản để chúng ta hiểu. Nhưng mà chúng ta là con Phật, là người Phật tử,
thì trong cái nền văn hóa Phật giáo đó không nên chỉ sám hối là vì tội lỗi. Dạ. Con người mình nghe nói là à, mình làm này cái lỗi mình sám hối, bình thường mình làm gì sám hối. Tuy nhiên cái sám hối đối với Phật, với Pháp, với Tăng đó, trong cái sự sám hối đó, đó là nói lên cái lòng tôn kính, nói lên cái trang trọng. Mình không muốn mình làm một cái gì đó, mình nói cái gì đó mà có tất cách hồ đồ, võ đoán, mà mình nói sai lời dạy của Đức Phật, gọi là xuyên đạt Như Lai đó, thì cái đó rất là phi. Dĩ nhiên cố ý chúng ta không muốn xuyên đạt Đức Phật rồi, nhưng mà cái vô tình có đôi khi chúng ta cũng nói sai lời Phật dạy, chúng ta cũng phải sám hối, cũng nên sám hối lắm. Nên những cái bài kinh này, chúng ta đã đi qua những đoạn kinh, thí dụ như là một bài xưng đáng Đức Phật, dạ, Yu San Nisino, hay là lễ Tam Thế Tam Bảo, hay là ân đức của Tam Bảo, rồi bài nói lên cái sự nương tựa ở Tam Bảo, và hôm nay thì chúng ta học lời sám hối Tam Bảo. Những lời sám hối như vậy đó, không phải cho đến khi nào mà mình có những tội tày trời, tội lớn mình mới sám hối đâu. Và đời sống hàng ngày mình vẫn tụng, vẫn đọc. Chúng tôi thấy ở tại các quốc gia Phật giáo có điểm này rất là hay. Là thí dụ chúng tôi lòng vị tỳ kheo, chúng tôi đến ở cái chùa, chùa nào đó xin ở một đêm, rồi buổi sáng hôm sau trước khi đi thì ngoài cái chuyện thu dọn rồi đó, còn lên đảnh lễ vị sư cả. Nếu vị sư cả là người lớn hạ, đảnh lễ sư cả và xin sám hối. Mình nghe sao mà làm gì cho nó lớn chuyện vậy, ở có ngày mắc mới gì mình phải đi sám hối, mình đâu có tội làm tội gì đâu. Nhưng mà thật ra trong cái đó nó làm cho đời sống nó được đẹp lắm. Dạ, tại vì mình không biết được, mình đến vì không phải là cố ý, nhưng vì vô tình mình làm điều này điều kia mà nó là phiền lòng chư tăng, mình lên sám hối. Và cái sám hối đó nó tạo thành một cái không khí rất là tôn nghiêm. Ví dụ như là nếu mà mình có cái tâm thành sám hối đó, thì mình không có nói cái gì sau lưng của người đó, mình xúc phạm đến người đó, hay là không có nói năng bừa bãi. Còn có những người mà không cẩn thận thì họ hay nói lung tung, hay làm những chuyện mà không nên làm. Và đôi khi họ không có ý thức được rằng cái việc họ làm đó, họ gây cái nghiệp cho chính họ. Mà chúng ta dễ tạo nghiệp bất thiện lắm, dễ lắm. Dạ. Vì vậy những bài kinh này là những bài kinh mà rất cần để chúng ta học, thực hành, áp dụng vào trong đời sống của mình. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong cái bài đọc thêm của giáo trình phản ứng ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin kết thúc lớp học ở trong ngày, và ngày mai này thưa quý vị, chúng ta trở lại với giáo trình của Tương Ưng Bộ, và ngày mai là ngày giảng của Thượng Tọa Tuệ Quyền. Dạ, ngày mai chúng ta sẽ nghe có một bài giảng của Thượng Tọa Tuệ Quyền. Rồi thật ra thì hiện nay chúng tôi có một điều rất là hoan hỷ là giáo trình Thắng Pháp cũng như là giáo trình Phản Ngữ đó, quý Phật tử bắt đầu đã bắt nhịp theo kịp, và hy vọng với cái đà này đã, thì dần dà rồi mỗi tuần chúng ta vào học Phản Ngữ thì chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu, rất là thoải mái để làm bài tập, rất là thoải mái để chúng ta đọc được những kinh văn liên quan đến tiếng Phạn. Một ngày nào đó quý vị cảm thấy là ủa sao mình bây giờ cảm thấy mình quen quá Phạn ngữ, không còn xa lạ giống ngày xưa nữa, thì đó là điều mà tất cả chư tăng và đặc biệt là chư Tổ Tư Siêu rất là mong ở quý Phật tử. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay ở tại đây. Kính chúc tất cả chư tục đức và quý Phật tử một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room. Dạ, con bị bỏ mất cái câu sau rồi, con xin phép con đọc bài cũ á, con bỏ mất cái câu sau, con nghĩ mấy bữa nay bạn con mất, con xin sám hối đạo tràng. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng quy mẫn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đại tạo hóa.
hậu quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng canh thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt, sư ngân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thanh tâm từng lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thà Dạ, con kính tri ân quý ngài. Như Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Sapa sangha rupa vena soti